thuốc lá thế hệ mới, thủ đoạn gây nghiện mới. Mời thạc sĩ Hoàng. À, vâng, xin cảm ơn chủ tọa đoàn và xin kính chào quý thầy cô, quý anh chị và các bạn. Thì khi mà chúng ta nhìn cái slide đầu tiên này, chúng ta thấy được trên này một cái hình ảnh, các anh chị có thể thấy được ha, hình ảnh ở trên này. Thì các anh chị có nghĩ đây là một cái gì đó mà chúng ta thường thấy không? Có thể là một cái USB chẳng hạn. Các anh chị thấy rất là giống USB mà chúng ta vẫn thường dùng ha. Hoặc có thể là cái bút chì màu không? Tôi mong rằng là trong quý anh chị đây có con cháu hoặc là những người mà còn trẻ đó, ở nhà mình có thể bắt gặp những cái tình huống kiểu như thế này. Liệu rằng là mình có nghĩ rằng đây là những cái hình ảnh mà thông thường không? Thì điều đó, qua cái bài hôm nay tôi muốn nói đến với quý vị rằng là bắt đầu cái thuốc lá điện tử và cái thuốc lá thế hệ mới nó đang xâm nhập vào cái cuộc sống của chúng ta, và nhiều khi chúng ta không biết nó là thuốc lá điện tử. Và chúng ta sẽ đi qua từng cái phần đó. Thì cái bài của tôi hôm nay, thuốc lá thế hệ mới, nó là thủ đoạn gây nghiện mới. Thì rất là may mắn là hai cái bài trước đây của bác sĩ Bảo và bác sĩ Quyên đã nói chúng ta về cái tác hại của thuốc lá điện tử rồi. Tôi chỉ là cái người mà chia sẻ để cho quý anh chị thấy rằng là gì? Chúng ta đừng có để đến cái lúc mà chúng ta thấy được những cái tác hại đó, hoặc là những cái người mà hút thuốc lá điện tử sẽ trở thành những con nghiện về tương lai về thuốc lá truyền thống. Thì cái bài của tôi nhằm mục tiêu như vậy. Thì nội dung á, nó gồm có các phần sau đây. Thứ nhất là cái phần mở đầu, giới thiệu một chút xíu cho chúng ta về cái nội dung của cái thuốc lá và các cái vấn đề về thuốc lá. Sau đó là chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái quá trình gây nghiện, là tại sao cái thuốc lá truyền thống nó gây nghiện khó khăn chứ không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Nhưng mà đến thuốc lá điện tử thì cái sự nghiện đó nó đã thay đổi đi rất nhiều rồi. Nó không còn giống như hồi xưa mà chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là hút thuốc lá nó mất một thời gian rất dài nữa. Và trong đó chúng ta sẽ đi qua các cái phần thuốc lá thế hệ mới. Nó gồm có những cái thuốc lá kiểu mới, những cái thuốc lá mà hâm nóng, hay ta gọi là heat not burn. Và cái nữa là thuốc lá điện tử. Và cái thế hệ mà mới nhất mà chúng ta biết được về thuốc lá điện tử đó, đó là cái hình ảnh mà tôi đưa lên cái slide đầu tiên cho quý vị thấy. Và cuối cùng là cái phần kết luận. Thì chúng ta đi qua một chút xíu về cái nội dung của cái phần đầu tiên. Thì chúng mở đầu thì chúng ta sẽ hiểu hơn một chút xíu về thuốc lá thôi. Tức là đối với thuốc lá thì chúng ta thấy rằng là nó là đang là một vấn đề quan trọng đối với không chỉ riêng về sức khỏe mà nó còn cả vấn đề về kinh tế xã hội nữa. Bên cạnh đó thì nó đã được xác nhận rằng là một cái bệnh chứ không còn là một cái thói quen, một hành vi nữa, và được phân nhóm là F17 rồi. Và chúng ta thấy được là một năm như vậy á, Việt Nam chúng ta có đến 40.000 người chết vì cái thứ thuốc lá. Đó là thuốc lá truyền thống ha. Và tỷ lệ mà thanh thiếu niên hút thuốc lá nó đang tăng lên. Mà trong khi đó thì tỷ lệ người trưởng thành nó lại, cái tỷ lệ hút thuốc lá nó lại giảm, nhưng mà không có nhiều như chúng ta nghĩ đâu. Và tại sao nó lại có cái câu chuyện rằng là tỷ lệ người hút thuốc lá trưởng thành nó không có giảm được nhiều như chúng ta mong muốn? Thì vấn đề của thuốc lá điện tử chính là một vấn đề chính. Tại vì nó đang tạo ra những con nghiện mới theo một cái cách thức mới hơn. Nó không giống như cái cách mà chúng ta vẫn thấy trước đây nữa. Thì tại sao như vậy? Thì chúng ta đi qua một chút xíu về cái quá trình gây nghiện của thuốc lá truyền thống trước, để chúng ta hiểu hơn thuốc lá điện tử nó đã phá vỡ cái quá trình này như thế nào. Thì một cái người mà bắt đầu hút một cái hút thuốc lá truyền thống đó, là ngậm cái điếu thuốc lá lên hút, thì cái hơi đầu tiên đó, bắt đầu hút là sẽ ho sặc sụa, sẽ bị rất là nhiều cái phản ứng phụ, khó chịu, có thể nôn nói, có thể ói mửa vì cái chuyện đó. Nhưng nếu như chỉ cần người ta bắt đầu bước qua được những cái hơi đó, thì cứ đầy ngày này qua tháng khác cứ bị dụ dỗ hút, thì rõ ràng rằng là sau mất khoảng cỡ 1,5 tháng người ta mới hút được một cái hơi nha. Chứ không phải rằng là hút được liền đâu. Các anh chị đã từng thử qua chuyện đó sẽ thấy được. Và để muốn hút được cả điếu là phải mất đến 2,5 tháng mới hút cả điếu. Và cái quá trình đó nó cứ tiếp diễn như vậy. Hút mỗi tháng, tức là bắt đầu tăng cái liều lên để mỗi tháng hút khoảng cỡ 3 gói chẳng hạn như vậy. Hoặc là dung nạp thuốc là bắt đầu 11, 12 tháng bắt đầu mới dung nạp thuốc. Có nghĩa là càng ngày càng tăng cái số lượng điếu thuốc lá hút lên. Và chúng ta đến cuối cùng á, hút mỗi ngày là phải đến 2 năm người ta mới hút mỗi ngày một gói chẳng hạn. Rõ ràng là từ cái thời điểm mà hút hơi đầu tiên cho đến họ nghiện được nguyên cái thuốc lá đó là 2 năm sau mới hút mỗi ngày một gói. Và đến cuối cùng thì nghiện toàn bộ về thực thể, hành vi và nhận thức phải mất đến 40,6 tháng. Các anh chỉ thấy được một cái quá trình rất dài của một cái người mà tập hút thuốc lá nha. Nó là một cái sự tập tành hút thuốc lá rất là dài và rất là gian khổ chứ không phải dễ dàng. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tại sao? Các anh chỉ thấy được tại sao mà nó có gian khổ như vậy mà lại vẫn rất nhiều người hút. Nhưng mà cái sự gian khổ đó nó được thay thế bởi một cái cách khác rồi. Bây giờ người ta đã có một cái cách mới mà chính những cái hãng sản xuất thuốc lá nó đã làm thay đổi cái cách mà khó khăn đó để tạo nên những con nghiện mới với một cái tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thì chúng ta đi qua các cái loại thuốc lá khác nhau. Tức là thuốc lá Việt kiểu mới là như thế nào, thuốc lá hâm nóng là như thế nào ha. Thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ đi về thuốc lá kiểu mới. Thì thuốc lá kiểu mới chúng ta thì biết được rằng là các cái loại thuốc lá nhỏ mà các cái hãng sản xuất thuốc lá họ đang quảng cáo đó, nó nhỏ hơn rất là nhiều, kích thước nó nhỏ và nó dài. Nó quảng cáo rằng là lượng ít nicotine hơn, rồi nó có mùi bạc hà, có vị ngọt. Thì chúng ta thấy rằng là những cái quảng cáo này
nó làm cho cái người hút thuốc lá nghĩ rằng là nó hít ít cái chất độc hại hơn và dễ dàng hơn. Cho nên những cái người hút, đã hút cái điếu thuốc lá lớn như thế này chuyển qua điếu thuốc lá nhỏ, và sau một thời gian cái lượng thuốc lá nó không đủ thì bắt đầu người ta sẽ làm gì? Lại tiếp tục quay trở lại hút cái điếu thuốc lá lớn mà thôi. Như vậy cái cách của nó là gì? Thay đổi cái nhận thức của người hút về những cái vấn đề là nhẹ nhỏ hơn này, rồi mùi nó dễ chịu hơn này. Bên cạnh đó thì nó không khó chịu như cái thuốc lá truyền thống, nó duy trì và thay đổi cái hành vi của hút thuốc lá của người đó. Bên cạnh đó dung nạp thuốc dễ dàng. Đối với những người mà mới tập hút, hút những điếu thuốc lá nhỏ và nó có mùi vị dễ chịu như này rất là dễ để hút. Cho nên nó sẽ nghiện nhanh hơn, dễ dàng hơn. Chuyển đổi nghiện thuốc lá từ cái thuốc lá truyền thống một cách dễ dàng. Nó cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai cái dạng đó. Điếu lớn sang điếu nhỏ rồi một thời gian lại từ điếu nhỏ lại chuyển lại điếu lớn. Và tuy nhiên tác hại chúng ta đã biết rồi, nó không hề thay đổi. Cho dù chúng ta có thay đổi kích thước, thay đổi cái nồng độ như thế nào đi nữa, nhưng tác hại đôi khi nó còn nhiều hơn chúng ta nghĩ nữa. Và chúng ta qua một loại thứ hai. Loại thứ hai là thuốc lá hâm nóng, heat not burn. Mà các anh chị đã biết được một cái hãng mà Philip Morris là một trong những cái hãng thuốc lá cực kỳ lớn đã sản xuất những cái thiết bị này. Đó là một sự chuyển đổi mà nó gọi là đánh lừa cái người nghiện rất là ghê gớm. Chúng ta thấy rằng là đây về cái thuốc lá, cái điếu thuốc lá mà heat not burn nó cũng tương tự như thuốc lá truyền thống thôi. Chỉ có điều là cách thức nó thay đổi đến một chút xíu. Và nó nói rằng là ít độc hơn, ít có hại hơn. Nhưng thực tế nó không phải như vậy. Tại vì bản chất của nó vẫn là nicotine, sợi thuốc lá nó chuyển qua một cái dạng khác mà thôi. Và nó đốt nóng ở cái tương tự là nó cũng dùng một cái lượng hơi nước, hơi nóng để đốt cái đó lên. Và cái cách hút nó chỉ có điều rằng là thay đổi đi mà thôi. Dùng thêm một cái dụng cụ hút nữa. Chứ ngoài ra nó không hề một cái thay đổi một cái gì mà đến mức mà gọi là rõ ràng như người ta nói rằng là nó nhẹ hơn và nó dễ chịu hơn cả. Thì cái thuốc lá này nó như thế nào? Nó quảng cáo á là có tác dụng để cai thuốc lá, tại vì có một số nơi đã sử dụng nó để cai thuốc lá và làm cho người ta cái nhận thức và hành vi của người ta thay đổi đi. Cái thứ hai nữa, hiệu quả cai thuốc lá cao, trong một số nghiên cứu giống như bác sĩ Bảo nói đó, nói rằng là nó làm cho có hiệu quả, nhưng thực tế thì nó không phải như vậy, tại cái cỡ mẫu nó nhỏ quá và những hiệu quả đó nó không đáng kể. Đó, nó lấy cái niềm tin của người hút thuốc lá và nó duy trì tiếp tục cái hành vi hút đó. Đó, tiếp tục nữa, được phép sử dụng ở một số nước, bắt đầu nó chứng minh rằng nó tin tưởng về hiệu quả thật sự của nó làm cho người ta không sợ nó nữa và sử dụng nó để hút. Rồi, và một kênh bên đó nó vẫn luôn luôn quảng cáo rằng là cái nhiệt độ thấp hơn nó làm cho nó không có tạo ra những chất độc nhiều như thuốc lá truyền thống chẳng hạn, nó đánh lừa cái người hút mà thôi. Thực tế nó vẫn là vậy, nó vẫn còn mà. Về thiết kế, nó là tạo ra sự tò mò. Các anh chị thấy được cái thiết kế nó rất là đặc biệt, nó làm cho người ta tò mò, đặc biệt là những giới trẻ chẳng hạn. Rồi, trên thực tế chúng ta thấy được là nồng độ nicotine trong đó vẫn là 1 đến 3 mg và người ta vẫn tiếp tục nghiện thực thể và cái hành vi vẫn tiếp tục nghiện. Bên cạnh đó, cứ tiếp tục hút đi hút lại cái cách thức như vậy là hành vi không thể bỏ được. Và độc hại thì tương đương, vì các thứ nó vẫn như vậy thôi, nó không thay đổi được cái gì cả đâu. Và cuối cùng bên cạnh đó chúng ta đi qua cái sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm cuối cùng này á là chúng ta biết thuốc lá điện tử, tác hại chúng ta đã biết được, chính thuốc lá điện tử nó đã gây ra nhiều cái tác hại rồi. Nhưng bên cạnh đó thì cái việc mà nghiện nó như thế nào? Đây là các cái hình ảnh chúng ta thấy qua các giai đoạn, qua các thời kỳ khác nhau của thuốc lá điện tử. Từ một cái điếu nhỏ thay đổi hình dạng, kích thước, nó đã chuyển đổi sang rất là nhiều cái hình dạng. Và đến bây giờ, hiện tại bây giờ là những cái dụng cụ mà hút mà chúng ta không ngờ được là nó có thể xuất hiện trong ba lô, trong túi của con em của chúng ta. Và đến một ngày đẹp trời đó, nếu chúng ta phát hiện ra những chuyện này thì điều đó là điều mà tôi không mong muốn. Thì chúng ta sẽ đi qua từ cái một, chúng ta sẽ biết được cái thế hệ đầu tiên của thuốc lá điện tử thì như chúng ta cũng đã biết rồi, nó được sản xuất ra với một cái dụng cụ để nhằm cai thuốc lá thôi. Nhưng mà thực chất nó không phải như vậy, nó đơn giản hơn. Nó cũng có các bộ phận tương tự, có đầu ngậm và có cái vấn đề về có cái chất đốt ở trong này để tạo ra cái xương, tạo ra cái nicotine cho chúng ta để cái người hút đó có một cảm giác giống như hút thuốc lá thông thường. Và thật sự rằng thì qua các cái thời kỳ khác nhau chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Cái thuốc lá điện tử đầu tiên nó giống như trong một cái điếu thuốc lá thông thường thôi. Trong đó nó có cái nicotine và cả cái chất tạo mùi, một ít cái chất tạo mùi thực phẩm thôi. Và cái nồng độ nicotine trong cái điếu đầu tiên thì nó khá là ít thôi, chứ nó không có nhiều giống như điếu bây giờ. Nhưng mà đến qua cái thế hệ thứ hai, chúng ta thấy thế hệ thứ hai thì nó thay đổi đi. Cái buồng đốt nó được tăng lên, cái pin nó lâu hơn, nó có thể sử dụng được nhiều hơn, thời gian sử dụng lâu hơn. Và nó, cái cách thiết kế của nó cũng khác đi, làm cho người ta cảm thấy tò mò. Và chính hai cái thế hệ đầu tiên này thì cái mức độ mà nghiện của nó, nghiện với nó thì chưa có nhiều như cái thế hệ bắt đầu, cái thế hệ thứ ba, thứ tư trở đi. Chúng ta thấy được cái thế hệ thứ ba, thứ tư trở đi là một cái sự chuyển đổi của thuốc lá điện tử. Tại vì sao như vậy? Các cái thế hệ sau này á, các anh chị thấy được rằng là khi mà nó thiết kế, nó thay đổi một cách về cả ngoại hình của cái thuốc lá đó. Đồng thời là cả cái lõi ở đằng trong, cái bản chất ở đằng trong cũng được thay đổi luôn. Và cả cái thành phần ở trong cái thuốc cũng được thay đổi luôn.
Có nghĩa rằng chúng ta thấy rằng gì, giới trẻ vẫn gọi nó là vape, nó đã thay đổi đi một cái từ rồi. Nó không gọi là thuốc lá điện tử mà thông thường như hồi xưa nữa. Nó dùng cái từ vape đó. Và trên thế giới cái từ này rất là quen thuộc trong giới trẻ. Và nhiều khi nó giống như kiểu là một cái hình thức vô hại, một cái kiểu gì đó mà sành điệu của giới trẻ và làm cho cái việc mà người ta nghĩ đến cái độc hại của nó không có. Và chúng ta thấy rằng là cái kích thước của nó bây giờ nó đã thay đổi rất là đa dạng. Nó không còn như hồi xưa là giống như điếu thuốc lá thông thường nữa. Nó có thể giống như là một cái cây viết, một cái dụng cụ mà giống như con chuột này, hoặc là một cái USB này, hoặc là một cái cục sạc dự phòng. Tất cả những cái này nó thay đổi rất nhiều, bút chì màu. Và cái hình ảnh đó nó thay đổi, nó làm cho người ta không nhận ra được nó nữa. Không nhận ra nó là thuốc lá điện tử, cũng như không nhận nó là thuốc lá nữa. Đó. Nó bắt mắt hơn, nó thời trang và hiện đại hơn. Giới trẻ rất thích về chuyện đó. Chỉ cần nó màu mè, bắt mắt, hiện đại và nó tạo cho người ta có một cảm giác rất là tò mò. Thành phần trong chất lỏng nó thay đổi đi rất là nhiều. Hồi xưa chúng ta thấy được rằng trong đó chỉ có nicotine và glycerin thôi. Nhưng mà sau này bắt đầu nó thêm vào các cái hương liệu. Hương liệu của trong cái chất thuốc lá điện tử thế hệ mới này nó thay đổi một cách rõ rệt hơn với trước kia. Thì chúng ta sẽ đi qua một chút xíu, chúng ta sẽ thấy được rằng là gì. Thì ở đây á, nó có một cái thế hệ nguy hại nhất. Tại vì sao như vậy? Nó thay đổi cách nghiện đối với trẻ hoàn toàn. Chúng ta thấy được rằng là gì? Khi mà một cái người hút thuốc lá như hồi nãy lúc đầu tôi nói đó, thì khi mà một cái người hút thuốc lá nó cần một quá trình rất là dài. Nhưng mà đối với các cái dụng cụ mới này á, thì quá trình đó bị cắt ngắn đi. Tại vì sao như vậy? Khi người ta hút cái điếu thuốc lá điện tử một loại vape này vô, thì cái hơi hút rồi nó được tạo ra từ cái hơi sương. Nó không còn cái cảm giác mà khó chịu như hút cái điếu thuốc lá thông thường nữa. Tại vì cái khói của thuốc lá vô nó sẽ kích thích cái đường thở rất nhiều. Nhưng nếu tạo ra được dạng dưới dạng hơi nước thì giống như kiểu là chúng ta hít cái khí dung vậy thôi. Nó không có tạo ra cảm giác khó chịu, không tạo ra cảm giác gọi là bị phản ứng ở cái đường thở nữa. Và nó hít rất là nhẹ nhàng, nó hít vô. Với các cái nồng độ nicotine khác nhau á, thì nó lại làm cho cái việc mà tiếp thu nicotine nó dễ dàng hơn. Nó không có bị cái cảm giác phản ứng dội khi mà lượng nicotine nó quá nhiều vô, nó làm cho người ta khó chịu nữa. Thì giới trẻ nó lại thích thú chuyện đó. Nó cứ mỗi ngày nó hút, nhưng mà một lần, ví dụ như cái điếu thuốc lá thông thường á, nếu như hút đầu tiên á, nó không thể nào hút được một hai hơi liền đâu. Nhưng mà với cái vape này á, nó có thể hút mấy hơi cũng được, không vấn đề gì cả. Đó là một sự đặc biệt. Và nó làm cho cái quá trình nghiện đó nó rút lại rất là nhanh, rất là ngắn. Người ta mất bình thường thuốc lá truyền thống là mất khoảng cỡ là 2 năm mới nghiện được. Thì riêng đối với cái vape này á, mất khoảng cỡ tính bằng tháng hoặc tuần là nó đã nghiện rồi. Nó nghiện là vì sao như vậy? Kế bên đó nó không chỉ nghiện bởi cái nicotine không, mà nó còn nghiện bởi các cái vấn đề khác nữa. Thứ nhất là cái cấu tạo của nó. Các cái sự cấu tạo của các cái thiết bị này nó làm cho cái đứa trẻ nó cảm thấy rằng là khi nó sử dụng những cái dụng cụ như vậy, nó sành điệu giống bạn bè nó sang trọng, nó nam tính. Và nó tạo ra một cái sự thích thú. Và nó nhớ mãi cái chuyện là nó cầm cái điếu nó phì phèo như vậy. Và nó chứng tỏ rằng là nó cũng giống như bạn bè nó, ha, trưởng thành hơn. Các cái buồng chứa trong này nicotine thay đổi như tôi nói đó, thay đổi một cách rất là đặc biệt ở chỗ ngoài cái nicotine ra, nó còn có cả cái mùi hương nữa. Và mùi hương đa dạng lắm. Và người ta thấy được rằng là gì? Các cái mùi hương trong này á, nó chứa đến một, bây giờ người ta đã thấy được hơn 1.500 cái chất mà tạo mùi ở trong cái điếu thuốc lá, trong cái chất mà của cái vape này. Có nghĩa là các cái lọ tinh dầu đó, nó bỏ rất nhiều loại mùi hương khác nhau, các cái mùi trái cây, mùi bạc hà, bất kỳ cái mùi gì mà người ta có nhu cầu về chuyện đó, ví dụ mùi sầu riêng hay mùi nho hay mùi ổi, mùi dứa gì có hết. Toàn bộ tất cả các mùi mà có trên đời này nó đã tạo ra và nó thêm vào trong các cái lọ tinh dầu đó. Chính những cái mùi đó thì người ta thấy rằng gì, hồi xưa đối với thuốc lá truyền thống người ta nghiện vì nicotine, vì các cái chất như acetaldehyde chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ nó có thể nó nghiện bởi chính những cái mùi đó luôn. Tại vì những cái mùi đó nó tạo cho nó có một cảm giác. Tại vì những cái người mà hút thuốc lá thông thường á, trong cái điếu thuốc lá vẫn có những cái mùi hương. Và có đôi khi á, người ta nhớ đến cái điếu thuốc lá là vì chính cái mùi hương đó. Thì trong thuốc lá điện tử nó lại tạo ra một cái hiệu ứng đó luôn. Vừa có nicotine lại vừa có những cái mùi hương đó và nó nhớ mãi cảm giác đó. Thì khi mà nó hút mà nấy chứ một ngày nó hút mà đến một lúc nào đó nó không có cái thuốc đó, nó quên, nó không có cái đó thì nó bắt đầu nó đi nhớ, nó đi tìm cái mùi hương đó. Và nó nghiện luôn cả cái mùi hương nữa, chứ không chỉ nó nghiện về nicotine thông thường như chúng ta nghĩ nữa. Và nó ngụy trang. Cái điều này thì rất là đặc biệt. Tại vì có một điều rằng là cái thuốc lá thế hệ mới này á, thứ nhất nó ngụy trang bằng các cái thiết bị khác mà cái người thân không hề biết được, giáo viên cũng không biết được, người nhà cũng không biết được luôn. Giống như USB hoặc là cây viết hoặc là hộp bút gì đó. Và đồng thời rằng nó không bao giờ có cái mùi mà mùi thuốc lá giống như kiểu hút thuốc lá truyền thống nữa. Nó có cái mùi hương thì người ta đâu biết được rằng nó hút đâu. Cho nên luôn luôn nó bỏ trong cái cặp mà nhiều khi ba mẹ cũng không biết luôn. Và thầy cô giáo cũng không biết. Mà nó hút ngay trong lớp nhiều khi cũng không biết luôn. Tại vì nó không có tạo ra cái mùi thuốc lá mà làm cho người ta phát hiện ra được. Đó là điều đặc biệt của nó. Và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn thấy được là nó ngoài cái những cái mùi đó và những cái chất mà thông thường đó,
Chúng ta cũng không loại trừ được cái khả năng rằng là những cái nhà sản xuất nó có thể thêm vào những chất gây nghiện khác, nó tạo ra những con nghiện mới với cả cái chất gây nghiện độc hại hơn như heroin hay cocaine. Chúng ta không hề biết được cái câu chuyện đó. Và điều đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta vẫn thấy được rằng là trong các cái hộp đêm, các cái quán bar, nếu như vào trong đó, ngay cả điếu thuốc lá thông thường thôi, nó cũng đang thêm các cái chất gây nghiện rồi. Vậy thì những cái tinh dầu này muốn để tạo ra những con nghiện như vậy, thì những cái nhà sản xuất liệu rằng họ có thể bỏ qua cái câu chuyện thêm những cái chất gây nghiện vào hay không? Chúng ta không hề biết được cái chuyện đó. Nhưng mà có thể rằng nó vẫn sẽ có những cái câu chuyện tương tự như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Nếu như với những cái hình ảnh như thế này thì chúng ta có mong muốn rằng là gì? Ở một cái thế hệ trẻ hiện tại bây giờ vẫn cứ hút thuốc lá theo cách mà chúng ta vẫn thấy ở đây. Họ cầm những cái điếu thuốc lá điện tử thế hệ mới và phả ra khói rất là nhiều, hết nguyên cả cái phòng. Nếu như trong phòng này mà có vài người hút thuốc lá điện tử thôi thì chúng ta chỉ thấy theo sau vòng 5 phút thôi là nguyên cái phòng này sẽ mù mịt khói. Nhưng mà chúng ta vẫn không có cảm giác khó chịu giống như là ở trong một cái phòng mà nhiều người hút thuốc lá. Đó là một cái điều đặc biệt. Và giới trẻ vẫn đang có những cái hình ảnh kiểu như thế này, thấy được sự sành điệu của giới trẻ. Các anh chị thấy được kiểu rất là đặc biệt ha. Nó thay đổi toàn bộ cái cách thức nhận thức và hành vi của giới trẻ. Và tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta sẽ không có một cái thế hệ tiếp tục với những cái hình ảnh tương tự như thế này ở chúng ta về tương lai nữa. Thì qua cái bài hôm nay tôi rút ra một số kết luận sau đây. Thứ nhất là các cái nghiên cứu cho thấy rằng là thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới nó thay đổi cách thức gây nghiện đối với thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Và đây là một điều báo động cho cả hiện tại và tương lai nữa. Tại vì đây chính là cái nguồn cung cấp nên những cái thế hệ mà nghiện thuốc lá truyền thống. Tại vì đến một ngày đẹp trời đó, khi mà thuốc lá điện tử nó không còn nữa, hoặc là nó mắc tiền quá, nó không đủ tiền để nó mua nữa, thì nó sẽ quay sang nó hút thuốc lá truyền thống. Vì lúc đó nicotine đã là, đối với những người đó đã là quen thuộc rồi, không còn khó chịu gì nữa cả, thì việc hút rất là dễ dàng. Chúng ta cần có những cái giải pháp để ngăn chặn cái chuyện hút thuốc lá này, để cho những cái thế hệ trẻ không có còn tiếp tục tiếp cận với những cái loại thuốc lá thế hệ mới này nữa, để chặn đi những cái người trưởng thành tương lai là có hút thuốc lá. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý anh chị và các thầy cô các bạn. Thì tôi cũng mong rằng là chúng ta cùng với nhau thì sẽ thay đổi được cái thế hệ tương lai.